Hello Leo, chào mừng em đến với channel mình. Thì clip này chúng ta sẽ nói về phần máy áp cáo sale, phần edit của thế giới. Thì đầu tiên thế giới là sao? Thì trong máy áp cáo sale nó cho anh em tạo cái thế giới như thế này. Đó, đầu tiên thì anh em sẽ có cái project. Khi anh em tạo cái ấu phân project, new project, nó sẽ ra cái project anh em xây dựng như thế này. Thì ngoài ra ở trên cái mục mà tạo thay này, nó có cái phần mũi tên chuyển đổi này, anh em bấm vào thì nó sẽ là cái thế giới. Tức là lúc nào nó sẽ mặc định là cái project đó sẽ được nằm trên một cái thế giới, và cái thế giới đó có thể chứa nhiều project khác nhau, vậy chúng ta lưu chung file của cái project mà anh em tạo đó. Thì ở đây là cái thế giới, thì cái thế giới này nó cho chúng ta tạo thêm nhiều project khác đó. Ví dụ mình ví dụ này, anh em thấy trên cái thanh đầu tiên này không, dấu cộng nè, là tạo thêm nè, cứ mỗi lần anh em bấm dấu cộng đó, thì nó sẽ thêm cho anh em một cái project nữa. Này tương tự, anh em bấm thằng nào anh em dấu trừ thì nó sẽ xóa project ra khỏi thế giới đó. Cái tiếp thế giới là sao? Thì đây là cái thế giới mà cái cổng này về nè, cái cầu thang này đang hiện tại nè, hiện diện. Thì khi em bấm vào render nó nằm trên, thấy không? Nếu như bạn mua đồ, bạn kéo nó xuống dưới mặt đất, bạn thấy nó bị ẩn xuống bên dưới ngay đây không? Thì khi bạn kéo nó ẩn xuống thì nó sẽ lún xuống bên này, tức là nó nằm dưới lòng đất là nó mất luôn. Thì đôi lúc anh em tạo file, anh em chỉnh sửa này nọ, thì anh em tạo file bự lên, anh em xây dựng quá thấp á, thì nguyên cái này nó sẽ bị ẩn ở bên dưới mặt đất luôn, vậy anh em không bao giờ kiếm được bên mục render. Hiện tại bật cái này rồi test là qua mô tên chuyển đổi này, và là kéo cái cục đó trở lên, kéo cái phần test của anh em trở lên đó. Thì chúng ta sẽ qua thế giới render, nó sẽ render được đó. Đây là cái cổng rồi đó. Cái tiếp cái phần select nè, nó sẽ cho chúng ta thêm nhiều project khác vào. Mình ví dụ giờ mình thêm một cái nữa nè đó, đây có cái project nè đó. Thì anh em bấm vô nè, nó hiện cái khung trắng chỗ nào là đang làm việc trên project đó đó. Ví dụ mình bấm đây làm việc bên đây đó, thì khi mình chuyển đổi trở lại thì cái bên kia nó sẽ bị mờ, bị hơi tối đi nè, là chúng ta không chỉnh sửa làm việc bên nó được. Chúng ta sẽ làm việc bên cái mới này, ví dụ chúng ta sẽ đang làm việc bên cái mới này đó. Ví dụ như giờ mình xây lên nè đó, chúng ta bắt đầu xây cái gì đó, ví dụ này chọn màu đó là xây lên đó, ép chẳng hạn ghi lên đó, thấy không? Hoặc là giờ thử mình sẽ thêm một cái mặt tên vào đây, mình sẽ chọn qua bật tên chỉnh theo tên, mình sẽ thêm vào cái project bên đây một cái thằng kỵ sĩ chẳng hạn hả. Ta sẽ bật nó không 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 nên nhưng mà chúng ta sẽ cho màu màu gì đó đi này. Mình sẽ cho thằng kỵ sĩ đứng đây đó, đây là thằng kỵ sĩ hả. Thì nó sẽ nằm bên project này, và anh em bật qua thế giới nó sẽ có hai cái nè. Thì giờ anh em muốn ghi thằng kỵ sĩ này đứng qua lên trên project mà anh em đã xây dựng trên cái cổng này chẳng hạn, thì anh em chỉ cần kéo này đó là chỉnh cho nó đứng lên trên đó, là chỉnh xong em bật trở lại đó. Chúng ta làm việc trên thằng nào thì chúng ta chọn thằng đó, nó sẽ chuyển trắng về thằng đó đó. Nhưng mà khi chúng ta bật render thì không có thằng nào bị xám đi hết, cả hai hai thằng đều sáng như nhau. Nó cho phép chúng ta tạo nhiều file, chúng ta làm cho thế giới bự hơn. Thì nó cũng giải quyết cái vấn đề là cái file cái size của thằng này nè, nó chỉ là cho chúng ta tạo cái file bự tối đa là 156 thôi. Thì làm sao ta xây những cái bự hơn 156, chúng ta chia nó ra nhiều rồi test, rồi ta đặt nó chung một thế giới giống như này đó. Giờ tương tự như vậy thì mình sẽ có bên cái phần mà thế giới nó sẽ có các mục edit. Thì edit đây chúng ta có on, in, non, copy, cut, rep, nó tương tự như cái bài edit của cái project. Anh em hãy coi clip trước, mình sẽ không nói về những phần ở trên đó đó. Mình sẽ nói những phần ở dưới này. Ở này tương tự rotate cũng là xoay đó, này xoay để mình kéo nó ra ngoài vậy, nó sẽ xoay nguyên rotate đó hả, xoay theo trục nào đó. Nếu như anh em vô nhấn này nè, anh em có thể chào cái khung này, em buông chuột ra, nó sẽ chọn hai cái. Thì khi chúng ta xoay nó sẽ xoay hết luôn tất cả những cái đối tượng, nó sẽ xoay cùng một lúc, những rotate sẽ xoay cùng một lúc, chứ không phải là không phải là thằng chọn thằng này xong rồi ta chuyển qua ta xoay nó, xong rồi ta trở lại chọn thằng bên đây rồi ta chuyển qua ta xoay nó, rất là mất thời gian. Thì nó làm cho chúng ta tức ăn hợp, chúng ta chọn hết thì chúng ta xây, nó xây một lượt hết luôn đó. Thì xây cục ít đi z mà không giải thích nữa, coi là clip trước thôi. Anh em nào coi clip trước rồi thì clip này rất là dễ hiểu. Tương tự clip clip là lật đó, lật lên lật xuống lật qua lật lại gì đó hả. Mâu là di chuyển đó, tương tự thôi à, di chuyển theo trục ít, ít cộng ít trừ, y cộng y trừ, z cộng z trừ gì đó hả. Đó là phần di chuyển. Râu là nó sẽ mặc định nằm sát với mặt đất đây. Ví dụ như mình kéo thằng này lên trên gì đi, rồi anh em ngồi đây anh em mà canh nó coi, ừ thằng này đúng vừa tầm mặt đất chưa, hay nó lố một hai ô rồi á, nó thì nó quá cực thì nó cho đây cái mục râu, anh em bấm vào thì nó sẽ tự động nằm sát mặt đất đó. Ví dụ thằng này nằm sát, chỉ cần một thằng nằm sát, nếu như anh em chọn thằng bên đây không thì nó sẽ biến thằng này nằm sát mặt đất đó. Nhưng mà khi anh em chọn nhiều thằng, ví dụ như đây có hai thằng á, thì nó sẽ đưa cái thằng thấp nhất xuống mặt đất là ngưng đó. Đó là phần câu. Phần align này là phần sắp xếp thôi đó nè,
xếp theo trục nào đó, ở đây sắp xếp theo trục x, sắp xếp trục y z, sắp xếp trung tâm của x y z hoặc là sắp xếp theo x y trừ đó. Nè, đây nè, sắp xếp trừ nó sát mép bên đây, cộng nó sát mép bên kia, đó không? Còn xung trung tâm thì cái hình này ở giữa luôn. Cái này áp dụng cho nhiều roset hoặc roset bự để anh em xếp nó vào trung tâm cho dễ. Như nào, ví dụ giờ mình sẽ tạo thêm cái roset nữa đây. Roset này nó cho file nó bự lên 156. Đó, ví dụ thằng này là bự nhất nha. Mình sẽ vẽ một cái vật tinh, là mình sẽ vẽ cái bệnh viện vào đây. Đó, cái hospital của mình. Hospital này của mình nó hơi bé, mình sẽ vẽ cái nhà vào đây. Đó, mình có cái nhà này. Rồi. Ok, đây là cái nhà của mình. Mình sẽ tắt này trở lại. Rồi, khi mà anh em có cái nhà rồi sao, chúng ta bật vào đây. Rồi, thì khi anh em chọn này, mình kéo cái nhà lên trở lên nè. Đó, khi anh em chọn hết ba thằng không, anh em bấm sắp xếp vô thử cái line này. Ví dụ chúng ta sắp xếp trung tâm nè, nó sẽ vô ngay giữa hết nè anh em không. Ba thằng nó đều nằm ở tâm của cả ba thằng luôn. Thấy chưa? Đó, nó sẽ nằm ở tâm của cả ba thằng luôn. Đó, ví dụ như ta sắp theo trục x cộng là bên trái thì nó sẽ đưa bên phải, nó sẽ đưa hết ba thằng sát mép phải. Đó, x trừ sẽ sát mép này và theo trục x. Tương tự trục y là trước sau nè, trục y là trục màu vàng nè, thì y cộng sẽ là đầu kia và y trừ sẽ là đầu bên này. Tương tự trục z là cái trục màu xanh dương cao lên nè, thì z cộng sẽ là ở trên và z trừ là ở dưới. Đó, còn cái thằng c này là trung tâm, trung tâm theo trục x là nằm ngay giữa của trục x nè. Đây là trục x nè, trục x thấy không, thì nó xếp ngay giữa nè, đối xứng hai bên của trục x. Nếu các bạn chọn là y thì xếp ngay giữa đối xứng của trục y nè, không, hai bên đối xứng qua trục y đây. Tương tự z cũng vậy luôn, đó, đối xứng với trục z. Đó là cái phần này. À, còn phần hai này tức là đây, anh em chọn cái roset nào đó. Đây mình có ba cái đây. Đó, hai tức là anh em ẩn nó đi này, bấm vào chữ hai là ẩn nó biến mất, và ta bấm thì nó sẽ hiện lại. Đó, nó cái phần này nó giúp cho phần animation của anh em thuận lợi hơn rất là nhiều, nếu như anh em có làm ảnh gif animation. Đó, phần order này thì chúng ta bỏ qua, nó phần khó mình sẽ nói ở những tập sau nữa. Rồi thì hết rồi, phần edit thế giới đơn giản có nhiều đó thôi. Đó là những cái phần mà chúng ta dùng để sắp xếp chỉnh sửa nhiều đối tượng trên thế giới, nhiều roset. Anh em bỏ vào đây nhiều roset thì nó sẽ cho anh em chỉnh sửa. Đó, ví dụ như giờ mình sẽ làm kỹ hơn nè. Giờ mình sẽ đặt cái cổng này trước cái nhà chẳng hạn. Đây, mình sẽ cho cái cổng này râu nó. Đó, nằm vừa nè. Rồi mình sẽ cho thằng cổng này kéo dục ít nó cho nằm trước cái nhà chẳng hạn. Đây. Đó, là sẽ cho nó xích quanh kia. Này nó nằm gần cái sông quá à. À, nó nằm che hết cái đìa, nó cho nó qua đây. Ví dụ cái cổng này đặt đây. Đó, kế tiếp sẽ có cái thằng binh sĩ này, nó sẽ đứng trước cửa nhà chẳng hạn. Đó, chúng ta sẽ vẽ nhiều thằng khác nhau. Đó, là sẽ vẽ nhiều thằng khác nhau. Xong rồi mình sẽ xoay cái thằng binh sĩ này. Xoay nó lật bảy lật z cái đầy. Đó, là xoay nó, là đặt nó xuống thôi. Đứng canh cửa nhà chẳng hạn. Đó, là sẽ cho nó canh cửa nhà chẳng hạn. Đó, mình sẽ di chuyển nó xuống. Thằng nào có ô trắng là anh em đang làm việc trên thằng đó nha. Đó là do đứng ngay cửa nhà lên chút nữa tầm này. Đó là ghi nó qua đây chút. Rồi. Đó thì xong, ta bật trở lại nó thì đây chúng ta sẽ có cái phần thế giới như này. Ví dụ nhìn cho nó ISO đi, nhìn cho dễ nè. Đó, ISO magic. Rồi qua phần render. Đó, chúng ta sẽ có được cái phần nhiều đối tượng trên một cái project luôn. À, nó giúp cho mình làm xây dựng cái thế giới bự chứ không phải là xây từng cục. Nếu như anh em xây từng cục á thì cái phần di chuyển anh em quá cực. Ví dụ như giờ chẳng hạn như mình anh em xây theo kiểu từng cục đi, giờ anh em xây xong dày, xong anh em muốn di chuyển nó thì anh em phải nhấn này, xong anh em chọn cái thằng đó, xong rồi anh em nhấn vô cái cục di chuyển này, xong rồi anh em di chuyển nó tới lui, nhiều khi nó lỗi lum nữa. Đó, người ta làm rất là cực. Còn dày thì đơn giản hơn, người ta chỉ cần làm nó mỗi cái mỗi đường sách khác nhau, người ta bỏ nó vào và người ta di chuyển cực kỳ dễ, xoay các kiểu luôn. Đó là cái phần thế giới. Ngoài ra thì cái phần thế giới này nó cho chúng ta phân theo laser và đặt tên cho dễ, tức là phân lớp á. Chẳng hạn như giờ cái nhà đi, mỗi lần mà bật tắt cái nhà này, việc chúng ta nhấn vô cái nhà xong rồi chúng ta kiếm chữ hai này, ta ẩn nó đi hoặc là ta xô nó ra thì quá cực, quá mất thời gian. Đó, ví dụ như ta làm cả chục thằng kiếm sĩ giống vậy, chúng ta kiếm từng thằng đó là mù trời, nếu như ta xếp nó tùm lum chỗ thì làm sao để nhanh hơn. Ví dụ như giờ mình là hàng kiếm sĩ đi, mình sẽ đặt vô laser tiên, chẳng hạn như thằng này là kiếm sĩ nè. Kiếm sĩ à. Xong, anh em bấm vô nó, anh em nhấn vô đặt tên cho nó. Đó, anh em nhấn vô edit nè, anh em đặt tên dưới này. Đó, chẳng hạn như đây là mình sẽ đặt là kiếm sĩ. Đó rồi. Nhấn trúng nút delete này. Kiếm sĩ xong, anh em tắt này.
nhớ là muốn đặt tên được á, thì anh em phải bấm vô cái này nè, rồi anh em mới đổi được, rồi sau em tắt là nó không đổi được nữa. Thì giờ khi anh em bật tắt thằng này, nó nhấn vô này nó sẽ ẩn đi hết luôn đó. Lý do là mình đang chọn hết tất cả các thành phần luôn. Nếu như anh em chỉ muốn chọn phân chia ra thì rất dễ, đây mình sẽ chỉ nha. Anh em click vô thằng kiếm sĩ nè, xong anh em để mũi tên ngay đây, ok đúng không? Rồi cái tiếp mình sẽ đặt thứ hai, ví dụ như này là cái cổng đó, ok. Cái thằng thứ ba sẽ đặt là cái nhà, rồi tắt đi là chúng ta sẽ có ba thằng, ba layer. Thì bây giờ mình sẽ chọn kiếm sĩ nè, ta click vô đây, sau đó mình chọn cái nhà, mình sẽ nhấn vô bên dưới, mình sẽ nè, thấy mũi tên mình dời đi không, mình sẽ nhấn vô chọn ngay cái nhà. Tương tự mình chọn cái cổng thì mình sẽ nhấn ngay cái cổng nó. Thì giờ mỗi layer sẽ chứa một thằng đó. Vô tắt kiếm sĩ, bật kiếm sĩ nè, tắt cái cổng, bật cái cổng nè, tắt cái nhà, bật cái nhà nè đó. Tương tự như anh em có nhiều thằng kiếm sĩ thì sao, giờ mình sẽ thêm một cục nữa đây, mình sẽ thêm một cục nữa, một thế giới nữa, một cái project nữa vô đây đó. Mình sẽ vẽ vào đây thằng kiếm sĩ nữa, chúng ta có thể chuyển qua đặt tên thằng kiếm sĩ của mình, chúng ta sẽ vẽ thằng kiếm sĩ vào đây đó. B tên đó, một thằng nữa, hoặc là mình vẽ thêm một thằng kiếm sĩ khác, thằng cầm búa vào đây chẳng hạn. Rồi đó, không, mình phải vẽ nó riêng bây giờ đó. Rồi thì giờ mình sẽ có thằng này đây, không, quay lại bài trước. Cái thế giới này quá bự, cái project này nó quá bự so với thằng này, rồi ta làm sao đó. Ta chọn vô cái cho nó nhỏ lại đó, ta sẽ cho cái thế giới này nhỏ lại đó. Thì chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại cái nào đây, anh em cần nhấn fit, nó sẽ tự fit vừa lại với cái thằng này đó, thấy không? Rồi anh em có thể di chuyển thằng này vô trung tâm chẳng hạn, như giờ mình kéo thằng này, kéo thằng kiếm sĩ này vô ngay trung tâm, cho nó đứng ngay đây nè, fit cho nó teo lại cho nó vừa thằng này. Rồi nó bị dư cục ở đây nè, xóa nó nè, e xóa, xóa thằng này luôn. Rồi xóa thằng này luôn, xóa cái thằng nãy mình bấm dính màu, ta di chuyển nó vào giữa tiếp. Tắt thằng này đi, ISO nó mắc mệt quá, di chuyển ngay giữa fit cho nó vừa lại. Rồi thì bật qua cái tab này, hiện tại sẽ có thêm một thằng nữa đây đó. Giờ chẳng lẽ chúng ta đặt thêm một thằng kiếm sĩ nữa, ta muốn quản lý hết đám nó một lượt thì anh em làm như thế nào? Tương tự em chọn vô ngay thằng đó và anh em để tích ngay đó đó. Thì khi giờ chúng ta tắt sẽ tắt hai thằng lượt này, anh em không, à chúng ta sẽ bật tắt hai thằng lượt đó. Ngoài ra thì chúng ta thấy gom nhiều thằng vào, chẳng hạn như chúng ta sẽ có một toàn bộ đi, đây em sẽ đặt một cái là toàn bộ, toàn bộ. Rồi thì chúng ta chọn hết thằng này, tích vô ngay toàn bộ, xong khi anh em tắt cái này là sẽ toàn bộ, nhưng mà tắt những cái trên này nó sẽ không có tác dụng đó. Khi anh em gom nó hết rồi thì những thằng kia nó không tác dụng gì nữa, chỉ có thằng toàn bộ là có chứa thôi, hiểu không? Đó này, cái khung nè, nó nằm trong cái thằng nào thì nó sẽ khung màu đó. Đó giờ ví dụ như mình trả hai thằng kiếm sĩ này nè, mình trả nó về kiếm sĩ đó, thì kiếm sĩ đổi thành cái khung màu vàng của thằng này nè. Ngoài ra cái màu này anh em chọn được, cái màu này chúng ta chọn được nè, chọn bật tắt đó đó. Thì chúng ta muốn chọn nó màu gì thì chúng ta sẽ cho cái đối tượng nó màu đó. Đó, ví dụ như thằng này nó trả về cái cổng nè, thằng này nó trả về cái nhà nè, xong thì chúng ta bật tắt toàn bộ, không có ý nghĩa gì nữa, mỗi thằng riêng này chúng ta sẽ bật tắt riêng nè. Đó thì đó là cái phần thế giới. Ở đây nó sẽ là hút màu, tại vì khi mà anh em chọn project này thì anh em không thể làm gì việc trên những cái project khác được, thì nó cho anh em chọn công cụ hút màu này để nó bấm, nó sẽ tới được ngay cái màu của tất cả đối tượng trên thế giới này luôn đó. Chúng ta bấm vô màu gì thì nó nhảy cái ô màu tới đó nè, không đó. Ngoài ra anh em có thể bật cái S này cho bỏ cái line đen đi cho dễ nhìn nha hàng, và thêm line đen tùy đó, thêm lưới và tắt lưới, cái đó tùy thuộc anh em thôi, nó cũng y tương tự như cái phần của Rotec thôi đó. Này thì di chuyển đó, bấm vô nó di chuyển thôi. Rồi hết rồi. Thì qua clip này thì nhanh lắm, mình đã nói hết về cái phần thế giới thì nó sẽ có phần layer bên này, và nó sẽ có phần cái bảng edit bên này. Ngoài ra nó có phần chuyển đổi ở trên này, nó sẽ có thêm thế giới, bớt thế giới chẳng hạn, rồi mấy cái mục di chuyển này nọ đó, à gộp thế giới, tách thế giới đây. Đây giờ anh em có nhiêu đây, giờ anh em muốn gộp nó trở thành một project duy nhất luôn, không có chia ra thế này nữa, thì anh em bấm vô nè, hai mũi tên dính vô và hai cái ô chuông dính vô nè, anh bấm vào nó sẽ gộp thành một luôn, nó sẽ mất hết rồi, tất cả này chung một thế giới và anh em chung thế giới đó. Rồi anh em bấm này nó sẽ tách ra, bấm gộp vô đó.
trả lại undo. Này là undo với reward á, tới hoặc là thụt lùi lại bước trước đó. Nên nhớ là khi anh em gộp hết lại rồi á thì nó sẽ không cho anh em chuyển thằng này trở về reset nữa, nè nó sẽ không có một chuyển trở về reset, nó sẽ ăn như vậy luôn. Bắt buộc anh em phải tách ra thì anh em chọn từng cái thì nó mới chuyển reset. Tại reset của chúng ta tối đa chỉ được 156 thôi, nó không thể nào bự hơn. Nếu như anh em gộp vậy, cái anh em nghĩ là ừ mình sẽ gộp vậy thì mình sẽ có cái reset bự hơn mình làm cho đã. À, khi mà anh em gộp hết những thằng này thành một á, thì nó sẽ không cho phép anh em chuyển trở về offset nữa, trong quyền reset để chỉnh sửa nữa đó. Tách ra. Đó là xong về cái phần gọi là cái phần thế giới của mã cao sale. Thì xong phần này thì tập tiếp theo mình muốn nói về cao sale thì mình sẽ nói về phần render. Đây, chúng ta sẽ có phần render chất liệu này nọ cho nó. Đó. Thì anh em nào mà thích cái thể loại mã cao sale model này, model theo dạng pixel nữa thì anh em có thể theo dõi subscribe cho nội mình. Thì tập tiếp theo mình sẽ nói về phần render. Anh em nào thích thì có thể like, anh em thấy hay có thể share để clip đến với nhiều người hơn. Tại vì cái bản Excel này nè nó không có phổ biến ở Việt Nam lắm, nếu như bạn sợ thì bạn sợ cũng không có thấy hướng dẫn tiếng Việt đâu, tại vì nó rất là không phổ biến. Có thể là nhiều người không thích khối vuông này nọ, nhưng mà bạn thích mà bạn không có cái nguồn để học á, thì nó hơi uổng. Giống như mình mò rất cực, tại vì mình tìm nguồn học rất khó. Nên nếu bạn thấy mà clip này bổ ích thì bạn có thể share cho nó đến với nhiều người hơn, share Facebook chẳng hạn đó. Ngoài ra thì anh em có thể subscribe cho nội mình và chúng ta sẽ thường xuyên xem những clip mới mình đăng đó. Thì khi mình đăng thì em sẽ thấy liền, anh em khỏi phải ngồi đó không biết là nó đăng chưa nhỉ. Hả? Thì cảm ơn rất nhiều, mỗi subscribe mọi người hay là mỗi like, mỗi share mọi người đều là cái lời động viên với mình để mình ra những clip hay hơn mà thú vị nữa. Thì clip tới đây kết thúc, thì mình bye bye và hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Bye bye.